chào quý vị, đây là anh Hà. Ảnh là pilot, ảnh là phi công. Ảnh đã từng lấy máy bay qua cái khu Thiên Long Sơn này. Và ảnh nhìn, chính mắt ảnh nhìn thấy được cái dấu hiệu thiên tâm. Và ảnh đã quay lại được cái hình ảnh đó. Và bây giờ ảnh muốn kể một vài điều cho quý vị nghe. Và cho quý vị coi hình ảnh mà ảnh đã quay được. Không, hơn nói lại thì là hơn, giống như có duyên mình mới gặp. Em hơn. Nghe nói là anh đã gặp được cái hình ảnh này nhiều lần lắm rồi nhưng mà anh không có biết. Đúng, tại thì lúc hồi xưa bắt đầu là bay đó, tháng 6 năm 2019 là bay. Từ thời gian đó là liên tục đi ngang khúc này là gặp hoài. Gặp mà đến nói không để ý luôn, mình cũng không có quan tâm tới cái đó là gì luôn. Tới cái lúc mà mình bị COVID á, bị đóng á, đó thì bị đóng á, thì mới thấy được cái video của anh Kiệt. Thì theo cái địa chỉ của ảnh mò tới đây, lúc đó mới biết là cái khu này là cái khu mà lúc mà mình bay là mình thấy thường. Đi bộ rồi. Nó trong cái phạm vi 30 tới 35 mile từ sân bay Auckland. Đó, cách San Jose khoảng 10 mile. Là ngay cái tâm điểm của cái tâm điểm của cái dấu thiên tâm luôn. Thì lơ quẩn thì cái tâm điểm nó ở đây thì nó sẽ tỏa ra khoảng chừng 20 mai xung quanh khu vực này luôn. Đó. Mà mỗi lần anh bay ngang qua là anh thấy được cái dấu hiệu này. Hầu như không phải mỗi ngày, có nghĩa là mỗi tuần hầu như là đều thấy. Hầu như là mỗi tuần đều thấy, sáng cũng thấy mà chiều cũng thấy. Nhưng mà không phải ai bay ngang qua cũng thấy được đúng không anh? Dạ chưa. Thì có hỏi mấy ông trong nghề luôn, cũng là bay cái trận bay luôn. Thì nhiều người ta nói là chưa thấy. Hầu như là chưa ai thấy luôn. Anh là người đặc biệt. Thì lúc rồi anh cho em coi cái hình ảnh nhé. Hình ảnh anh quay trực tiếp hoặc là anh chụp hình lại được á. Để lên đây thì chắc không thấy đâu. Nếu mà giống như chị muốn thì em send cho chị cái video mà em quay trong cái thời gian em bắt, có nhiều khi em bắt một cặp luôn, thấy một cặp luôn. Một cặp dấu thiên tâm hay sao anh? Cặp. Oh, này. Hay quá vậy. Thì anh cho. Thì đấy. Coi được một chút xíu rồi đó thôi em sẽ bỏ cái video đó lên luôn. Đây, nè, chị muốn coi phải không? Em cho chị coi. Nè. Có thể chỉ được không mà mình đó một cặp nè. Oh. Thấy không? Oh, cái dấu thiên tâm. Uh-huh. Ủa nó hiện ra vậy rồi cái dấu bên này là cái này là chiếc máy bay. Cái này chiếc máy bay nó thấp hơn mình. Tại cái này nó báo. Cái này mục đích của cái hệ thống này là nó báo khi nào mình có traffic. Dạ. Nếu mình có cái traffic xung quanh mình á, trong phạm vi chiếc máy bay của mình á thì nó sẽ hiện lên. Thì cái traffic đó nó sẽ báo cho mình biết là nó cao hơn mình hoặc nó thấp hơn mình. Còn cái dấu thiên tâm á, không bao giờ thấy được độ cao của nó. Nó không bao giờ báo là cao hơn, thấp hơn mình. Nó sát lên mình luôn. Nhiều khi hiện sát lên, nó nhìn ra không thấy á. Hiện nhạy coi như là sát tới nỗi mà trong phạm vi 1 mai, 2 mai trở lại. Nhưng mà nếu mà máy bay thường nó nhìn ra là thấy liền. Ủa anh, cái đó là mình thấy trong cái màn hình của máy bay. Uh-huh. Rồi bây giờ ví dụ như mắt thường của mình ở ngoài mình nhìn thấy được không? Thì lúc đó có nhìn mắt thường ra mà không thấy. Mình biết cái địa chỉ của nó, cái location của nó hiện ở đâu, 2 giờ, 3 giờ về hướng của mình. Thì lúc đó mình thấy nó trên đây cách mình khoảng chừng 4 mai, 3 mai đổ lại rồi. Thì mình nhìn ra ngoài đó không thấy gì. Có chụp cái hình. Ồ, em gửi cho anh cũng được. Dạ. 408600. Giờ cho em giờ 1 phút em gửi cho anh. Dạ. Cái này giống như nó có một cái radar hay cái nguồn điện gì đó. Ví dụ như anh bay mà có máy bay sát bên thì nó báo cho mình đó, giống như có chiếc máy bay kế bên. Dạ. Nó sẽ hiện lên. Dạ. Nó báo cho mình biết là họ thấp hơn mình hoặc là họ ở ngang với mình. Dạ. Hay là họ cao hơn mình chút để cho mình không có bị conflict. Dạ. Dạ. Còn đằng này thiên tâm nó pop lên mà thiên lúc mà máy bay nó hiện ra đó thì nó cho mình biết cái location của chiếc máy bay đi về hướng nào. Dạ. Trong cái thời gian đó thì hai người bắt đầu tách xa ra. Dạ. Còn cái hình thiên tâm một cái nó nhảy lên và cái nó biến mất liền.
có nghĩa nó không có giống chiếc máy bay được, từ từ trong màn hình nó hiện. Dạ, dạ. À, nếu mà nó hiện lên thì nó ở trong 10 mai hoặc là 5 mai, 3 mai, 2 mai nó báo mình biết. Còn cái hình thiên tâm nó kế bên nhảy lên cái, rồi cái hồi nó mất tiêu trong thời gian rất ngắn. Ý là cái dấu thiên tâm đó nó mỗi lần anh bay là nó hiện lên, cái anh cảm thấy giống như là cái chuyện lạ nó đang xảy ra đúng không? Rồi kia bắt đầu anh mới tìm hiểu anh lên đây rồi, rồi anh mới phát hiện ra được đó là thì cũng mất gần năm trời đó. Gần một năm, coi như tháng 6 là phát hiện rồi. Rồi tới tháng 4 cái thời gian mình bị đóng cửa đó, thời gian mình bị đại dịch đó, tháng 4 tháng 5 đó bắt đầu mới phát hiện được Thiên Long Sơn. Và tháng 4 tháng 5 của cái thời gian mình đóng cửa đó là bắt đầu mới ở đây thường, hầu như là mỗi chủ nhật. Rồi bây giờ anh đó là thiện nguyện viên ở đây luôn đúng không? Thì lúc biết rồi là hầu như mỗi chủ nhật là đều ở đây, trừ khi kẹt đi làm thì không có tới được thôi. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Em chúc thời gian của anh. Cái gì em để lên cho mọi người coi rồi em xin cái video của anh nha. Ok. Rồi.